Đời sống thú vị xin chào các bạn. Cái trường hợp ấy mà nó mất tuyết ở tủ đông hay là tủ lạnh hay tủ mát thì rất nhiều bạn nói về cái tình trạng đó. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái minh họa hay gọi là tôi thí nghiệm đấy, trên một cái máy lạnh để các bạn biết được rằng là cái mất tuyết thì cái hiện tượng nó là bị cái gì. Bây giờ tôi sẽ lắp và tôi sẽ không nói. Tôi lắp xong và xong cuối video tôi sẽ nói. Đây bây giờ dòng của nó đang là 2.3 này. Đầu hút là trên 10 psi. Tuyết bám về đến sát lốc. Tôi sẽ vặn cái vít này lại để y như kiểu là nó bị tắc. Cái vít vít khóa ga này. Xem hiện tượng gì xảy ra. Các bạn thấy dòng nó xuống rất thấp. Lúc nãy là 2.3 mà giờ còn có 1.5 này. Đấy, đầu hút xuống sát kịch kim rồi. Đó. Tuyết thì chưa tan. Bởi vì nó lạnh sâu nên là tuyết chưa tan. Đó, nó đang tan dần rồi. Đó. Thế là chúng ta sẽ thấy được rằng đấy, nó xuống 1.4, tức là dòng rất thấp. Đó là hiện tượng bị tắc. Đấy. Nếu tắc là nó như vậy. Đấy. Bây giờ tôi lại mở ra này. Đó, gọi là thông tắc. Thì đầu hút lên này. Dòng lên này. Đấy.
tất cả mọi cái lại trở lại bình thường. Đấy. Cái này tôi hay nói với các bạn này, cái vòng tuần hoàn từ lốc này, đẩy vào đầu đẩy này, qua dàn nóng này, qua phi lọc này, qua dàn lạnh lại về lốc, một vòng tuần hoàn. Thế nếu nó tắc thì ga nó đi đâu? Thì rõ ràng là khi nó tắc thì nó sẽ nén lại ở cái đầu áp cao, tức là dàn nóng, trong dàn nóng. Còn nếu như cái trường hợp hở thì tôi không nói. Thế nhưng nếu nó tắc là nó ở cái dạng như vậy, mất tuyết này, dòng xuống thấp, đầu hút xuống cực thấp. Tôi lấy cái minh họa này làm cái thí nghiệm này để chúng ta có thể thấy được rằng là những cái hiện tượng nào là tắc. Còn nếu như nó bán tắc, bây giờ tôi sẽ khóa lại còn lại một ít xem nó như thế nào. Tôi mở ra này. Đấy, tôi vặn vào cái kim này. Đó, tôi mở ra một tí này. Đấy, tức là nó vẫn còn hở. Đấy, thì cái hiện tượng gì xảy ra? Như cái lỗ này á, nó vẫn hở thì nó cũng vẫn lạnh. Đấy, nhưng cái độ lạnh của nó không đạt được. Nó không đạt được như thông khoáng. Thế nên là khi kém lạnh này, hoặc khi mất lạnh này, nếu như lốc tốt này, dàn nóng tốt này, tất cả mọi cái tốt thì chỉ còn hiện tượng tắc thôi. Thế nên là khi mà chúng ta thấy được những cái triệu chứng, cái hiện tượng như thế thì cái vấn đề của tắc là rất dễ. Tắc hoàn toàn là như lúc nãy tôi vặn chặt lại, dòng xuống cực thấp, đầu hút xuống rất thấp, mất tuyết hết. Còn bán tắc như bây giờ là nó sẽ rất kém lại. Đây, bây giờ tôi lại vặn chặt lại để cho lốc chạy. Dòng cứ xuống dần dần, xuống dần, xuống dần. Đầu hút thì xuống dưới kịch kim, dưới không, xuống ào ào. Thì bao nhiêu ga nó bị nhốt ở dàn nóng hết rồi. Qua cái này ấy, khi chúng ta gỡ cái máy lạnh ra cũng vậy, chúng ta cũng nhốt ga ở đây. Chắc là các thợ thì đều biết cái cách này là cách nhốt ga ở cái dàn nóng. Sau đó là khi chúng ta lắp chỗ khác, chúng ta chỉ phải châm thêm một ít thôi. Thì đấy, vặn chặt cái đầu đẩy lại, nhốt lại ở dàn nóng. Rồi, cuối cùng chúc bạn và gia đình được bình an và hạnh phúc. Cảm ơn bạn đã theo dõi.